Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn làm cái hữu ứng khá là đẹp. Đây là một cái hữu ứng cũng khá là dễ làm và cơ bản, các bạn cũng có thể dễ dàng làm theo. Thì ok, chúng ta sẽ vào video. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái background mới. Các bạn bấm Ctrl N. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại kích thước một chút. Các bạn sẽ điều chỉnh là thành 1980 nhân 1080 và add cho nó một cái nền màu đen nhé. Sau khi sau chúng ta sẽ add vào một cái nền khác, một cái bức ảnh khó như này. Chúng ta sẽ add một cái bức ảnh khó như này. Mình sẽ để link bức ảnh này dưới phần mô tả để các bạn có thể lấy và làm theo mình. Tiếp tục mình sẽ bấm Ctrl A để chọn hết cái bức ảnh này, sau đó Ctrl C để copy này. Sau đó là Ctrl W, Ctrl V kép ấy, để xóa cái tab này đi. Thì tiếp tục chúng ta sẽ Ctrl V để paste cái bức ảnh mà chúng ta vừa copy vào. Sau đó Ctrl T này để điều chỉnh kích thước của cái bức ảnh đó. Ctrl số 0 để thu nhỏ lại. Ok, Ctrl số 0 lại. Chúng ta sẽ di chuyển cho nó ra giữa một chút. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ ấn phím T, hoặc bạn có thể chọn cái biểu tượng này, viết ra một cái chữ bất kỳ nào đó mà các bạn muốn, và bôi đen hết cả cái chữ này và chuyển nó thành màu trắng nhé. Ok, sau khi xong các bạn sẽ di chuyển cái bức này ra giữa này, Ctrl T này, sau đó là giữ phím A để nó kéo cả chữ của chúng ta lên đó. Chúng ta sẽ cho nó ra giữa một chút giống như này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ tạo một cái hiệu ứng cho cái chữ này. Chúng ta sẽ cho nó một cái viền. Các bạn lên phần FX này, các bạn chọn lên phần chốc là phần viền ấy. Ok, thì ở phần viền này chúng ta sẽ chọn là reset này để cho nó về cái chế độ mặc định nhá. Họ sẽ chọn cái size này lên tầm khoảng 150 đến 160. Và sẽ chuyển inside này thành center này. Đến phần color này, các bạn sẽ chọn vào gradient này. Style, bạn sẽ chuyển thành shape bớt. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng như này. Sau đó click OK này. Ok, sau khi chúng ta đã add xong cái hiệu ứng này, chúng ta sẽ bấm Ctrl G để cho nó vào một cái group. Đó, sẽ cho nó vào một cái group như này. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn đến cái layer 1, Ctrl V để copy nó ra. Kéo nó lên đầu này và cho nó một cái filter, chọn phần order này đến phần high pass. Thì cái phần high pass này nó sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ đi những cái phần tối trong cái bức ảnh này. Chúng ta sẽ chọn tầm khoảng 30 đến 40 nhá. Đây các bạn có thể thấy là nó đã mất đi những cái phần tối đi rồi, chỉ còn những phần sáng thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn cho nó một cái chế độ hòa trộn là hạt mít ở như này. Đó. Thế các bạn bây giờ nhá, các bạn sẽ giữ phím A này, click ra giữa cái layer này, cho đến khi nào nó hiện ra cái biểu tượng này các bạn sẽ click một cái. Là bây giờ cái hiệu ứng này nó chỉ add lên cái group này thôi. Đó. Chỉ add lên cái chữ của chúng ta thôi. Thì bây giờ mình sẽ làm cho cái viền đen này nó mất đi. Bây giờ các bạn sẽ kích group vào cái group 1 này. Đó, nó sẽ hiện ra cái bảng như này. Đó, chúng ta sẽ đến phần này. Bây giờ các bạn sẽ kéo nó về phía bên tay phải. Là cái viền đen của chúng ta sẽ bị mất đi nhá. Ok. Thì cái này mình sẽ giảm opacity, giảm cái thì mình sẽ giảm cái phần fill xuống một chút cho nó ấy. Ok. Sau khi xong các bạn sẽ bấm phím Shift này, chọn cái phần group này, các bạn sẽ Ctrl G cho nó vào một cái group khác cho nó gọn. Tiếp tục các bạn sẽ copy cái layer 1 này thành 3 cái layer khác, 1, 2, 3. Các bạn sẽ bấm phím Shift, chọn cái layer này, các bạn sẽ cho nó lên trên cùng. Các bạn sẽ tắt hết cái này đi. Ok. Thì mình sẽ giảm cái opacity của cái layer 1 xuống khoảng tầm 30 để cho nó tối lại một chút. Rồi chúng ta sẽ bật cái layer này lên.
บัดก็เลยก็ปีหายเลยมันทำให้ดูชิมอันอ๋อยมรักสลายพัดมาเกินดูลูกพายเนี่ยเนาะอ๋อจึงทำให้กองไว้อยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเจ้าตัวจึงจะใช้พัดจอกระจิ้มในเทมุนหลายที่หัวข้างเนาะก็มาใช้คลิกรูปมาเกินดูลูกพายโอเคthì đầu tiên mình sẽ cho một cái viền màu sáng như này, các bạn sẽ reset default này để cho nó về cái mặc định này. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ kéo mắt cái opacity này lên nhé. Tiếp tục đến phần size, các bạn sẽ cho nó tầm khoảng 40 đi, à, 40 này. Tiếp tục đến phần auto glow này là add cho nó một cái viền sáng ở bên ngoài, thì các bạn sẽ bấm resetđể cho nó về mặc định. Thì ở phần cao outer này, các bạn sẽ cho cái opacity lên tầm khoảng 50 và trên phần size trên khoảng 200, trên phần 200. Đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cho một cái bóng và bấm reset. Ở cái phần bóng này chúng ta sẽ kéo opacity lên cao nhất. Bên phần distance này chúng ta cho nó khoảng tầm 50 nhỉ, nó khoảng tầm 50. Size chúng ta sẽ tầm cho nó ra, chúng ta sẽ cho nó mắc đi. Đó. Các bạn sẽ chuyển cái này xuống thành âm 9 độ nhé, để cho nó add lên bên dưới nhé. Tiếp tục bạn sẽ chuyển cái này thành một cái viền như này. Ok, chúng ta sẽ click ok nhé. Ok, sau khi xong chúng ta sẽ bật cái copy bar lên và add cho nó một cái chế độ hóa trộn là overlay như này. Cuối cùng chúng ta sẽ bật cái layer cuối cùng này lên. Bây giờ mình sẽ làm cho nó hiện lên cái chữ nhé. Còn sẽ kích đúc vào này. Đó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ giảm cái phần tối xuống một chút. Đó. Cho đến khi nào mà các bạn thấy nó hiện ra cái chữ như này. Đó. Nó hiện ra chữ như này. Tiếp tục các bạn sẽ giữ chữ A này. Click vào bên này, click vào cái phần bên phải này, các bạn sẽ kéo nó lên một chút để làm cho cái phần ấy nó mịn hơn. Ta sẽ làm tương tự với cái phần ở trên này, các bạn sẽ giảm độ sáng xuống này. Ok, làm lên tầm này. Sau đó bạn giúp xin an, bạn sẽ click vào phần bên trái này và kéo nó ra để cho nó mịn hơn một chút nhé. Ok, thì sau khi xong các bạn sẽ bấm OK này. Thì bây giờ mình sẽ add thêm cho nó một cái hiệu ứng khác, một cái thêm hiệu ứng. Và sẽ ấn Ctrl O. Thì bây giờ mình sẽ add cho nó thêm một cái hiệu ứng khác. Các bạn sẽ ấn Ctrl O. Chọn cái bức ảnh thứ hai này. Các bạn sẽ ấn Ctrl I chọn hết này. Ctrl C để copy này. Ctrl V kép để xóa cái tab này đi. Sau đó là Ctrl V. Sau đó Ctrl T để điều chỉnh kích thước này. Để thu nhỏ lại một chút và thu nhỏ cái bảng này lại, cần cho số 0 để phóng to lại lên này, sẽ kéo nó ra giữa tầm này, nó sẽ ấn Enter. Chúng ta sẽ cho nó một chế độ hòa trộn là Linear Dock. Đó, nó có thể giảm cái phần fill vào xuống một chút để trông nó gì hơn, mở đi một chút như này. Ok, thì tiếp tục chúng ta sẽ làm cho cái hiệu ứng cái khói chúng ta ấy, nó sáng hơn một chút. Chúng ta sẽ vào phần này và chọn và cho nó tăng độ sáng lên. Đó, chúng ta sẽ tăng độ sáng lên và tăng cái độ tương phản lên. Ok, tầm này. Ok, thì vậy chúng ta đã gần xong rồi. Thì cuối cùng chúng ta sẽ add màu vào cho nó nhé. Các bạn sẽ bấm vào đây này. Bạn chọn cái phần gradient map này. Ok. Sau đó chúng ta sẽ click bút vào cái phần màu như này. Bạn có thể chọn cho nó một cái màu bất kỳ. Thì các bạn luôn để cái này thành màu đen nhé. Bạn sẽ click một cái ở đây. Ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển nó thành màu cam chẳng hạn. Chọn màu lửa ấy. Ok. Bạn sẽ chuyển màu cam này. Bạn sẽ cho nó màu nâu nâu một tí. Đó. Cái này nó sẽ màu nâu nâu như này. Tiếp tục bạn sẽ click thêm một cái nữa ở đây, mình sẽ chuyển nó thành màu cam này. Đó, màu cam như này.
tiếp tục mình sẽ select thêm một cái màu cuối cùng, mình sẽ chuyển nó thành màu vàng. Ok, màu vàng như này, khá là đẹp. Nó sẽ nó có thể chỉnh lại một chút cho nó ấy một chút này, sẽ kéo lại nhà một tí. Đó, ok, thì các bạn đã làm xong một cái hiệu ứng khá là đẹp như này. Đó, nó có thể thay lại màu, nó có thể chuyển nó thành một cái màu khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ cho nó thành màu xanh á. Các bạn vào lại vào đây à, bấm vào gradient map này, click group vào đây à, đây, mình sẽ cho nó thành cái màu xanh như này. Đó, khá là đẹp. Cái màu này cũng đẹp ấy, màu này cũng khá là đẹp. Đó, màu xanh này. Hoặc bạn có thể chọn màu vàng này. Thì cái này ấy, các bạn có thể dùng để làm ảnh nền cho máy tính hoặc là cho điện thoại nhá. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xuất cái ảnh này ra. Thì các bạn sẽ vào file này, chọn phần Xbox này, và các bạn sẽ bấm vào Quick Export As PNG này, để xuất ra cái file PNG nhá, hoặc là một cái file ảnh ấy. Sau đó mình sẽ chọn lên cái phần mà mình muốn lưu, mình sẽ lưu ra ngoài desktop này, và ấn vào save này. Ok, sau đó mình sẽ ra ngoài phần desktop nhá, là phần màn hình chính ấy. Mình sẽ click chuột phải vào phần cái ảnh này, chúng ta sẽ chọn vào set as desktop background này, bạn click vào. Ngay lập tức nó sẽ chuyển, nó sẽ add cái này thành cái background cho chúng ta. Các bạn có thể thấy là khá là đẹp. Nếu bạn thấy cái video này hay, hãy like và subscribe, hoặc là chia sẻ cho mọi người biết để mọi người có thể thực hành cái hiệu ứng đẹp như này. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau.